ở những thời khắc thế này ta nhận ra bay không chỉ là để dịch chuyển bay để thấy vẻ đẹp kỳ vị của quê hương mà ta chưa từng biết bay để trao cho ai đó niềm tin bay để mang yêu thương trở về bay để yêu lại từ đâu cùng Vietnam Airlines mở ra những hy vọng mới trong mỗi hành trình rất vui mừng được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Chuyện Góp ngày hôm nay. Thưa quý vị, sau một thời gian tiến hành giãn cách thì đến nay nước ta cơ bản đã kiểm soát được tình hình Covid-19 và vì thế thì các hoạt động đời sống, kinh tế, xã hội cũng đã được mở cửa trở lại, trong đó có góp. Tuy nhiên vẫn còn có những khó khăn trước mắt, thách thức những nhà quản lý cũng như những người hoạt động trực tiếp trong ngành góp. Vậy những khó khăn đó là gì và kế hoạch để giải quyết những khó khăn đó ra sao? Những câu hỏi ấy cũng chính là lý do giải thích cho sự xuất hiện của hai vị khách mời có mặt trong trường quay của Góp News ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Hùng Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký hiệp hội Golf Việt Nam. Ừ, xin chào. Vị khách mời thứ hai xin được giới thiệu chị Nguyễn Thị Minh, Phó giám đốc điều hành sân Golf Skylake. Xin chào quý vị khán dạ. giả. À, lời đầu tiên thì thực sự là phải nói là rất vui khi anh Nam và chị Minh là hai khách mời đầu tiên của chương trình chuyện góp sau thời kỳ giãn cách của Hà Nội từ cái đợt bùng phát dịch thứ tư của Covid-19. À, lời đầu tiên là xin cảm ơn anh chị. Và trước khi chúng ta đi vào bản luận thì xin mời anh chị cũng như là quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi một cái phóng sự này. Hà Nội ngay sau khi nới lỏng giãn cách các hoạt động kinh tế xã hội đã dần được trở lại trong đó có ngành công nghiệp gôn các sân gôn sân tập gôn đã bắt đầu đón khách. Thì sau 2 uh, tháng nghỉ dịch cảm giác là <laughs> đến đây mình như là người mới tập lại từ đầu cảm giác tôi rất là vui tại vì uh, cũng nghỉ hơn hai tháng rồi thì trước đây tôi học tại Hải Linh khoảng uh, trước khi dịch khoảng được tuần đấy thì được học được tuần thì lại nghỉ dịch cho nên sau khi có dịch lại thì rất là vui đấy, thì cảm giác là háo hức thì vào đây tập rất là có tinh thần những nhân viên sân gôn cũng háo hức đi làm sau hơn 2 tháng ở nhà nghỉ dịch Mặc dù vậy, tất cả vẫn phải thực hiện nghiêm ngặt yêu cầu 5K của Bộ Y tế trong phòng chống dịch COVID-19. Trước khi mà chúng ta cùng bàn luận thì xin phép được hỏi một câu hỏi riêng tư một chút. Anh chị cảm thấy thế nào khi được uh, uh, quay trở lại trường quay của Góc New để tham dự chương trình chuyển góp? Ạ? Rất là là vui và cảm thấy hồi hộp như là thủ ban đầu và cái cái sự kiện này tôi nghĩ cũng là trong lịch sử và sau này chúng ta sẽ còn nhớ mãi cái buổi ngày hôm nay. có chị Minh ạ. Ở đây là lần thứ hai tôi đến trường quay của Góc New nhưng mà vẫn cảm giác hồi hộp và có chút lo lắng như là lần đầu tiên và thực sự là khi được các sân góp được mở cửa hoạt động trở lại thì cảm thấy là tinh thần của mình được đi lên, lên rất là nhiều Và tôi nghĩ rằng các cốp phơ cũng có chung cái quan điểm đó à, Liệu có phải rằng là ngồi cạnh một vị tổng thư ký là chị hơi hơi hồi hộp đúng không ạ? Đúng vậy ạ <laughs> à, Vâng, à, câu hỏi đầu tiên xin được phép hỏi chị Minh trước Là chị là đại diện của về phía các sân góp Vậy thì uh, khi phải dừng hoạt động mấy tháng vì Covid-19 Thì uh, cái việc dừng hoạt động đó nó ảnh hưởng như thế nào tới cái kế hoạch kinh doanh của sân góp? thực sự thì đây cũng là một bài toán rất là nan giải đối với tôi nghĩ không chỉ đối với sân golf Skylex mà các sân golf và các cái ngành dịch vụ nói chung bị ảnh hưởng rất là lớn với tình trạng nghị dịch rất là lâu thứ nhất là sân vẫn phải bảo dưỡng vẫn phải duy trì các hoạt động để bảo dưỡng sân cỏ nhưng khó khăn hơn nữa là phải trong cái thời gian mà uh, dịch đi lại khó khăn thì các nhân viên của sân phải ăn ở tại chỗ để làm việc và làm sao khi sân được hoạt động trở lại thì cái sân cỏ vẫn đẹp như là khi mà sân chưa đóng cửa chính vì vậy nên là bài toán căn chỉnh về kinh tế về chi tiêu của một năm 2021 thì đó là một cái bài toán rất khó đối với ban quản lý của sân. Thế nó có ảnh hưởng nhiều đến cái kế hoạch kinh doanh của cả năm 2021 không ạ? Đương nhiên là có, thì ảnh hưởng rất là lớn và sân cũng phải ngồi để tính toán lại về cái chi phí vận hành cho cả một năm và đặc biệt hơn nữa là đối với các cán bộ công nhân viên của sân cũng vậy trong cái thời gian nghỉ dịch rất là dài và gần như là không có thu nhập thì cũng ảnh hưởng rất là lớn đến đời sống của cán bộ công nhân viên của sân tuy nhiên thì um, ban giám đốc cũng như là các quản lý của sân cũng rất là quan tâm đến đời sống của công nhân viên thường xuyên hỏi han và động viên tinh thần cũng như là kiểm soát về tình hình dịch bệnh ở các địa phương để cho các bạn các em vẫn duy trì và cố gắng để giữ cho các bạn không bị nản và không bị có cái tâm lý là muốn bỏ việc đó có lẽ là một cái hình cảnh chung của tất cả các sân góp trong cái điều kiện mà chúng ta phải buộc tiến hành giãn cách đúng không ạ? Thưa anh Nam, khi mà các sân góp chịu ảnh hưởng, thì chắc chắn rằng hiệp hội cũng không nằm ngoài cái tác động của ảnh hưởng ấy. Vậy thì ờ, anh có thể cho biết cái tác động cụ thể của Covid 19 của cái đợt giãn cách vừa rồi đến kế hoạch hoạt động của hiệp hội góp Việt Nam được không ạ? Ờ, như các bạn biết ấy, là dịch bệnh kéo dài và cũng khá là nghiêm trọng nên các chính sách của nhà nước của chính phủ để cho chúng ta xử lý các cái tình huống như vậy thì bắt buộc hiệp hội gôn Việt Nam cũng phải điều chỉnh lại các kế hoạch trong đó này khó khăn nhất là việc phải hủy bỏ gần như tất cả các giải đấu bắt đầu từ tháng 4 trở lại đây và từ giờ đến cuối năm thì một số các giải đấu cũng không thể tổ chức được cái việc khó khăn ở đây thì chúng ta nhìn nhận nó giống chúng ta giống như là một cái cơ thể ấy, nó có gồm rất nhiều các cái bộ phận chứ cũng không phải là khó khăn riêng cho bên hiệp hội mà nó còn liên quan đến các cái bộ phận khác ví dụ như là của bên các đơn vị tổ chức sự kiện rồi các nhà tài trợ rồi các vận động viên, các sân golf đăng cai thì khi chúng ta hủy bỏ các giải đấu ấy, kể cả chuyên nghiệp hay nghiệp dư thì tất cả cái bộ máy của chúng ta đã chuẩn bị trước đó để dành cho các cái sự kiện đó thì hầu như là phải dừng lại hết và như chị Minh vừa chia sẻ cái chi phí để chúng ta vận hành cho cả một cái bộ máy rất lớn như thế cho khoảng 10 10 giải đấu thì là gần như là là phải hủy bỏ nhưng mà trong một cái hoàn cảnh như các bạn biết là nó là bất khả kháng thì cái việc chúng ta cùng chung tay với cả chính phủ để thực hiện chống dịch là điều không thể tránh khỏi Và những khó khăn đó, những thử thách đó Chúng ta sẽ phải dần dần từng bước để tháo gỡ ờ, Cuối tháng 9 vừa rồi thì khi mà nhiều địa phương lưới lỏng giãn cách Thực hiện uh, cho phép các cái hoạt động thể thao ngoài trời quay trở lại Thì uh, điều đó nó có tác động như thế nào đối với ngành góp? Khi mà lưới lỏng giãn cách ấy, thì uh, ban đầu mọi người thì cũng còn cũng vui nhưng mà cũng còn rất là nhiều bỡ ngỡ và cũng còn có thể nói là khá rụt rè, đặc biệt là trong cái cái, cái việc tổ chức các giải đấu ấy thì hiện nay cũng còn rất khó khăn bởi vì là chúng ta không thể tập trung quá đông người, chưa kể đến là việc di chuyển của các địa phương. thì chính vì vậy thì mặc dù bước đầu là cũng đã mọi người cũng đã có thể tập trở lại nhưng mà vẫn còn vẫn còn cần một khoảng thời gian nữa thì thì cái cái nhịp sống của của cô nó mới trở lại được như trước vậy thì các sân góp nói chung và sân góp Scalic nói riêng có gặp khó khăn gì khi mở cửa trở lại không ạ? À đương nhiên ạ. Thứ nhất là khi mà được chính phủ được Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Y tế đồng ý để cho các sân góp của Hà Nội được mở cửa trở lại thì đầu tiên là với cảm nhận của cá nhân tôi cũng như là với sân Golf Skylake thì điều đó là rất là vui mừng. Tuy nhiên thì đan xen với sự vui mừng là sự lo lắng bởi vì là làm sao khi sân được mở cửa trở lại nhưng mình vẫn phải đảm bảo an toàn cho trước tiên là cho cán bộ công nhân viên của sân để giữ được một cái sức khỏe tốt và thứ hai nữa là để phòng chống dịch và giữ được sự an toàn cho các khúc phơ thì đó là bài toán mà sân Gold Skylake luôn được đặt lên hàng đầu khi mà sân gôn mở cửa trở lại. Tuy nhiên thì rất là may mắn cho uh, sân gôn Skylake uh, là được uh, Ban quản lý của sân, ban giám đốc rất là quan tâm đến đời sống nhân viên. Chính vì vậy nên là cái việc tiêm phòng vaccine cho nhân viên được đặt lên hàng đầu. Và trước khi sân được mở cửa trở lại thì sân Gold Skylake đã tiêm đủ hai mũi. À, cho tất cả các cán bộ công nhân viên của sân à, đó là một cái điều rất là đáng mừng đối với sân Vô địch. Vậy thì ngoài cái việc tiêm đủ hai mũi vaccine cho tất cả cán bộ công nhân viên của sân thì uh, sân Skydeck còn có những biện pháp nào cụ thể hơn để phòng chống dịch ạ? Vâng, thì ngoài ra thì uh, sân cũng uh, khi được mở trở lại thì uh, trước tiên là luôn luôn tuân thủ uh, 5 k của bộ y tế và uh, với khách hàng. Thì chúng tôi cũng đưa ra những thông báo thứ nhất là phải bắt buộc phải có thẻ xanh COVID. À, thứ hai là các cốp cũng phải đảm bảo 5K. Và thứ ba là khi đến sân thì các cốp phơ à, khai báo y tế là những người không đi qua vùng dịch và à, đo thân nhiệt cũng như là à, các cái biện pháp phòng chống dịch thì sân luôn sát sao. Và đặc biệt một điều quan trọng là sân không cho khách hàng sử dụng locker rồi phòng thay đồ và khi đến check-in thì cũng đảm bảo giãn cách theo yêu cầu của Sở Y tế Hà Nội. Thưa anh Nam, tôi biết rằng là trong thời gian vừa qua thì hiệp hội golf Việt Nam đã phải hủy bỏ rất nhiều giải đấu từ chuyên nghiệp cho tới nghiệp dư bởi vì là chúng ta không biết chính xác cái thời điểm mà dịch bệnh có thể kiểm soát được. Nhưng cho tới lúc này thì chúng ta có thể tạm khẳng định rằng là dịch bệnh đã được kiểm soát. Vậy thì khi mà mùa giải vẫn còn hơn 2 tháng nữa thì Hiệp hội Góp Việt Nam có kế hoạch để tổ chức một số giải đấu quan trọng để có thể vớt vát lại cho cái mùa giải mà chúng ta đã từng coi là mùa giải bản lề của golf Việt Nam trong năm 2021 không ạ? Ở trong những quyết định khó khăn nhất của tôi của năm nay chính là ký các văn bản về hủy bỏ các giải đấu và tiếp tục sau đây là việc tổ chức các giải đấu cũng sẽ phải được cân nhắc rất là kỹ càng bởi vì tại sao? Bởi vì là cái để chuẩn bị cho một giải đấu mang tầm cỡ quốc gia thì cần có sự chung tay của các hội ngôn địa phương, các nhà tài trợ, các đơn vị tổ chức, vận động viên. Thì vì vậy thì khi mà di chuyển cũng như là tổ chức một cái giải đấu lớn như thế thì chúng ta cần có thời gian đâu đó khoảng khoảng một tháng rưỡi đến 2 tháng. Là thời gian gần như tối thiểu để chúng ta có thể tổ chức được một giải đấu. Chưa kể về các vấn đề về sân bãi cần phải chuẩn bị sớm. Vì vậy thì nếu mà để đảm bảo 100% để tổ chức giải đấu từ giờ đến cuối năm là một cái điều mà chúng tôi không 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 thể nói trước được. Bởi vì tình hình dịch bệnh hiện nay ở ở Việt Nam cũng như trên thế giới là còn rất là phức tạp. Thì chúng ta phải dựa trên cơ sở các quy định cũng như là các thông tư rồi các cái quy định của chính phủ. Thì ví dụ như là mọi việc được xuân sẻ thì có thể từ giờ đến cuối năm chúng tôi sẽ duy trì cố gắng để tổ chức một giải mà chúng ta gọi là giải Tour Championship là giải lớn nhất của hiệp hội golf Việt Nam vào cuối năm dành cho các vận động viên chuyên nghiệp. Và cũng ở đó là chúng tôi sẽ để cho các vận động viên nghiệp dư mà tham gia đội dự tuyển quốc gia để thi, thi đấu SEA Games cũng sẽ tham gia vào giải đấu đó và thông qua cái giải đấu đó chúng ta cũng có thể tìm ra những vận động viên uh, xứng đáng vào đội tuyển. Mặc dù vậy thì uh, cái điều đó nó phụ thuộc rất nhiều vào cái tình hình chống dịch cũng như các chính sách của nhà nước tất cả các công việc chuẩn bị thì chúng tôi đã sẵn sàng hiện nay về việc đàm phán với các sân đăng cai cũng như các nhà tài trợ đơn vị thực hiện các vận động viên thì đều biết đến cái giải đấu nhưng mà để cụ thể ở sân nào thời gian nào thì chắc cần một thời gian nữa để chúng ta xem tình hình có khả quan hay không thì chúng ta sẽ tổ chức Thực sự là cũng rất hy vọng rằng là mọi thứ khả quan để chúng ta có thể để xuống góp phải trở lại đúng không ạ? Một năm 2021 từng được coi là một mùa dài mà bản lề mang đến sự thay đổi rất nhiều trong bộ mặt của Cóc Việt đúng không ạ? À, nhân tiện khi mà anh nhắc đến việc di chuyển thì được biết rằng là hiện tại ngành hàng không cũng đã bắt đầu mở cửa trở lại với các chuyến bay. À, ban đầu thì chúng ta đang khai thác các đường bay trong nước mặc dù số lượng hạn chế thôi. Vậy thì cái 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 việc mà mở lại các đường bay trong nước nó có tác động như thế nào đến cái việc phát triển của ngành góp ở thân thời điểm này. Như các bạn biết thì tất cả các golfer thì không ít khi người ta chỉ đánh ở một sân hoặc ở một địa phương. Họ thường đánh ở các sân. Ngoài ra thì bản thân họ là các doanh nhân thì người ta đi công tác hoặc là đi du lịch ở khắp các nơi trên cả nước. Thì cái cái việc mà mở lại đường hàng không ấy là một cái tín hiệu phải nói là rất là tốt. Không phải riêng cho 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 golf mà cho cả ngành du lịch cũng như là thương mại. Thì cái việc mà các đường hàng không được mở như vậy thì sẽ làm cho các golfer người ta có nhiều sự lựa chọn hơn. Bản thân hiểu ôn Việt Nam khi mà tổ chức các giải đấu cũng sẽ có rất là nhiều thuận lợi. Bởi vì các vận động viên ở các địa phương khi tham gia giải đấu thì người ta có thể đi lại một cách tương đối là là dễ dàng hơn. Ngoài ra thì với cái cái chương trình tiêm chủng vaccine của chính phủ rất là tốt trong thời gian vừa qua ấy, thì các vận động viên về cơ bản là được tiêm hai mũi và nếu mà có có test nhanh âm tính cùng với lại cả khuyến cáo 5K nữa thì cái việc chúng ta tổ chức giải đấu về lâu về dài sẽ 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 thuận lợi. À, nhân tiện là ông Nam vừa anh Nam vừa nhắc đến cái chuyện mà tiêm vaccine đúng không ạ? Thì tôi được biết rằng là hiện tại ở Việt Nam mình đã có tỉnh Quảng Ninh bắt đầu triển khai uh, thí điểm cái hộ chiếu vaccine. Đấy vậy thì nếu khi mà trong trường hợp mà cái hộ chiếu vaccine được áp dụng rộng rãi trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam mình thì cái điều đó nó có mang lại cái cơ hội và thách thức gì đối với những cái người hoạt động trong ngành kinh doanh góp ví dụ như chị Minh ạ? Khi mà đường hàng không được mở cửa trở lại thì đó là một tín hiệu rất là tốt cho ngành góp nói chung và với sân golf Sky nói riêng. Thực sự thì với quan điểm cá nhân thì tôi thấy rằng môi trường góp là một môi trường rất là an toàn. Với Sân gôn Skylake thì rất là hoan nghênh cái hộ chiếu vaccine Nếu như được chính phủ, được Bộ Y tế và các sở ban ngành của Hà Nội phê duyệt thì Sân Côn Skylake luôn sẵn sàng. Bởi vì với chúng tôi thì khách sạn năm sao Wyndham Skylake Resort and Villa đã sẵn sàng để có thể cho các góp phơ có thể ba tại chỗ, nghỉ tại chỗ rồi thì cách ly tại chỗ và chơi gôn tại chỗ thì đó là một cái hướng mà sân gôn Scalex đang hướng tới nếu như uh, hộ chiếu vaccine được phê duyệt ở Hà Nội ạ. Đó là một phương án là chúng ta có thể giải quyết bài toán kinh doanh của các sân góp trong tình trạng là dịch bệnh đúng không ạ? Đúng rồi. Và ờ... ngoài ra thì uh, tôi cũng xin được chia sẻ thêm là uh, ngay kể cả trong nước thì uh, khi mà đường bay được mở cửa trở lại thì các tỉnh thành, uh, các quốc phở, các tỉnh thành uh, giao thương cũng như là đi giao lưu về Hà Nội rất là đông. Thì uh, cũng rất là mong là được các cái cơ chế à, của thành phố sẽ lấy lòng hơn để cho các cúp phơ được giao lưu và nhưng mà vẫn phải à, đạt chuẩn à, tuân thủ các tuân yêu cầu về năm k cũng như là trước tiên là giữ gìn à, giữ an toàn cho chính mình của mỗi cúp phơ cũng như là cho hoạt động của các sân gôn để được duy trì lâu dài đó cũng là mong muốn của sân gôn chúng tôi vẫn liên quan tới cái chủ đề hộ chiếu vaccine à, như câu hỏi này thì rất dành cho anh Lê Hồng Nam à, trong trường hợp khi mà chúng ta mở lại các đường bay quốc tế và những phương quốc tế có hộ chiếu vaccine thì hiệp hội có sẵn sàng tạo điều kiện để họ tham dự các cái giải đấu của tại Việt Nam ấy không Cả chuyên nghiệp lẫn như là nghiệp dư quốc gia ạ? Nếu mà điều đó mà mà làm được thì hiệp hội sẵn sàng ủng hộ và thực sự ra là mong mỏi của hiệp hội để làm sao ấy các giải đấu của chúng ta ấy là được các vận động viên ở trên thế giới để ý và quan tâm tới. Nếu mà họ sang thi đấu được thì sẽ làm cho các cái cuộc cạnh tranh của chúng ta nó sẽ mang một cái màu sắc nó tươi mới hơn cái cái trình độ chuyên môn nó sẽ được nâng cao hơn và cái cái cọ sát những cái những cái cọ đợt cọ sát như vậy nó rất là quan trọng đối với các vận động viên đỉnh cao ở Việt Nam nếu mà có hộ chiếu vaccine và nếu mà tất cả đều phù hợp với quy định của nhà nước thì hiệp hội golf Việt Nam sẵn sàng chào đón tất cả các vận động viên trên toàn thế giới đến bởi vì chúng ta muốn họ tham gia không chỉ là tham gia một giải đấu một chúng ta cũng muốn giới thiệu với bạn bè thế giới về phong danh am thắng cảnh về con người về đất nước Việt Nam và cũng muốn hướng đến một cái du lịch gold cho Việt Nam chúng tôi và những người làm nghề cũng rất mong muốn điều đó diễn ra bởi vì là khi mà có nhiều các quốc tế đến thì các giải đấu chất lượng chắc chắn sẽ tăng cao đúng không ạ be private beyond business beyond banking xây dựng những công trình Chúng tôi xây dựng niềm tin Ghi ra ENC Tổng thầu xây dựng công nghiệp hàng đầu Việt Nam Câu hỏi tiếp theo này tôi sẽ xin dành cho chị Minh Năm 2021 thì chỉ còn hơn 2 tháng nữa là khép lại Vậy thì mục tiêu của Sơn Góp nói chung và Sơn Scalic nói riêng Trong những cái thời gian còn lại của năm 2021 là như thế nào? với hơn 2 tháng còn lại thì việc đầu tiên của sân golf Skylake là làm sao đưa được cái lượng gốc phơ tới sân golf Skylake một cái đông nhất nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn vừa có doanh thu để à, gỡ lại gỡ gạc lại trong những cái thời gian mà sân phải đóng cửa nhưng vẫn phải duy trì bảo dưỡng à, tốn rất là nhiều chi phí à, nhưng mà vẫn phải đảm bảo an toàn cho các cốp phơ để à, sân các sân gôn thì được duy trì à, lâu dài không chỉ là sân Sky đâu mà tôi cho rằng là rất nhiều sân golf khác cũng đang chuẩn bị trong một cái tư thế sẵn sàng rồi đúng không ạ à, thưa anh Nam à, sau năm 2020 đặc biệt là năm 2021 thì chúng ta đã có rất nhiều bài học để để đối phó với cái cái dịch bệnh Covid-19. Vậy thì anh có anh và những người quản lý của hiệp hội đã chuẩn bị những cái phương án nào để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đối phó với cái kịch bản tương tự nếu như cái dịch bệnh quay trở lại trong năm 2022. Cái việc đó là một cái việc mà chúng ta cần phải có một cái sự chuẩn bị kỹ càng. Nhưng mà cái theo cái góc nhìn của tôi ấy, thì tôi nghĩ là cái 2022 2021 ấy có thể là là một năm thử thách nhất bởi vì là năm 2021 thì chúng ta khi mà dịch bệnh ập đến ấy, thì có quá nhiều thứ mà chúng ta gần như là lần đầu tiên xảy ra ở Việt Nam, cái lượng người bị nhiễm bệnh tăng cao, rồi các chính sách lúc đó đôi khi ở chỗ này chỗ kia còn khá lúng túng và cái tỷ lệ tiêm vaccine của Việt Nam lúc đó là rất thấp, nhưng mà đến bây giờ hay là 2022 thì chúng ta nhìn thấy rõ ràng là cái 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 nhận thức của chúng ta về dịch bệnh nó, nó nó khác rất nhiều rồi từ tầm nhìn của chính phủ cho đến người dân là đã đối với dịch bệnh là đã đã khác nhiều chúng ta hiểu biết về dịch bệnh nhiều hơn chúng ta biết cách ứng phó với dịch bệnh nhiều hơn chúng ta được tiêm vaccine nhiều hơn và chúng ta có thời gian chuẩn bị và tỉnh táo hơn thì cái 2022 tôi nghĩ dù có khó khăn đi như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào bằng 2021 được và vì vậy thì các cái sự kiện cho 2022 của Hiệp hội Golf Việt, Việt Nam thì chắc chắn sẽ được tổ chức theo một cái cách nào đó nhưng mà vẫn sẽ được tổ chức chứ không phải hủy hoàn toàn như 2021. Thực ra 2021 là chúng ta không thể tổ chức được bởi vì không không có đủ điều kiện. Chứ 2022 thì với những cái điều kiện như tôi vừa nói nó khá thuận lợi. Thì chúng ta bằng cách nào đó chúng ta cũng vẫn sẽ tổ chức được, có thể về quy mô, có thể về vị trí, có thể về phương thức là mình thay đổi chút xíu thôi nhưng mà về cơ bản chúng ta sẽ tổ chức được các giải đấu. Điều đó có thể cho rằng là chúng ta chuyển từ thế bị động sang thế chủ động để đối phó trong năm 2022. Ừ. À, trong trường hợp mà bất cứ một cái cái kịch bản mà nó hơi tệ một chút nó xảy ra đúng không ạ? Vâng. Vậy thì hiệp hội Việt Nam, hiệp hội góp Việt Nam, à, cái mục tiêu là gì, kế hoạch là gì trong cái những cái tháng còn lại của năm nay? Ạ? À, hiện nay thì hiệp hội đang đang có thể nói trong cái thời gian dịch bệnh ấy, thì về cơ bản là các vận động viên không không tập luyện được, các sân golf thì đóng cửa các giải đấu của hiệp hội thì hủy bỏ. Nhưng không có nghĩa là chúng ta không hoạt động gì. Mà trong suốt thời gian vừa rồi là chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều các cái tài liệu cũng như là chuẩn bị cho một số các cái công việc rất là cụ thể mà sẽ triển khai trong tháng 11 tới cũng như kế hoạch cho 2022. Việc đầu tiên ấy là việc ra đời một cái trang web mới của hiệp hội sẽ được chạy vào khoảng tháng 11 năm nay thì tất cả các nội dung ở trong trang web sẽ update tất cả các cái chương trình của hiệp hội các nội dung và cái đời sống ngôn của cả nước sẽ được cập nhật liên tục kể cả các khóa huấn luyện cũng như đào tạo trẻ cũng như đội tuyển quốc gia tất cả đời sống ngôn sẽ được phản ánh ở đó đó là việc thứ nhất việc thứ hai là việc dịch toàn bộ bộ luật ngôn thì sẽ được dịch sang tiếng Việt và sẽ được in ấn bằng tiếng Việt. Ngoài ra thì chúng ta có một cái app bằng tiếng Việt cho cho bộ luật gôn nữa. Thì những cái đấy tất cả mọi người có thể rất là dễ dàng tra cứu, tìm kiếm và trả lời và rất nhiều các câu trả lời và câu hỏi trên đó là sẽ rất là dễ dàng đối với tất cả mọi người. Thì cái luật gôn ấy thì như các bạn biết nó rất là phức tạp. Mà chúng ta dịch từ bản tiếng Anh thì ra là cũng cần chúng ta phải có một cái thời gian chuẩn bị rất là kỹ càng để làm sao chúng ta đưa đến cho một cho cộng đồng các golfer của cả nước một cái bản dịch chuẩn và một cái bộ luật nó nó rất là thiết thực mà ai cũng nên cần đến. Và một cái tin vui là hiện nay là những golfer mà tìm hiểu về luật gôn thì là chúng ta cũng là xếp hàng đầu thế giới về tìm hiểu luật gôn theo như là thống kê của ANA. Cái đấy là cũng điều đấy cũng là rất vui. Thế thì ngoài ra thì chúng ta có hai một hai cái đề án khá là là, là dài hơi. Một cái đề án về cái đào tạo huấn luyện viên. Và một đề án nữa là tìm tìm kiếm và đào tạo tài năng gôn trẻ Việt Nam. Thì hai cái đề án đấy là hai cái đề án là có thể nói là rất là tâm huyết và rất là có nhiều các cái, cái cái sự chuẩn bị kỹ càng bởi vì hai đề án đấy là hai đề án dài hơi và cần nhiều thời gian thì rất là may là hiệp hội quân Việt Nam đã có những thỏa thuận với lại hiệp hội gôn nhà nghề úc và hiệp hội gôn nhà nghề úc sẽ hỗ trợ và tư vấn cho hai cái chương trình cả hai cái chương trình đó của chúng ta đấy thì hai cái việc đó là chúng ta cũng đã bắt đầu triển khai và hy vọng là trong tháng 10 năm nay thì khóa huấn luyện viên đầu tiên sẽ chúng ta cũng sẽ sẽ có thể tổ chức được. Và cái chương trình tìm kiếm và đào tạo tài năng trẻ Việt Nam ấy, tài năng golf trẻ Việt Nam thì đã có kế hoạch, chúng ta đã có giáo trình, đã có ban huấn luyện cũng như là có sân đăng cai để chúng ta bắt đầu từ những cái trung tâm đầu tiên để tìm kiếm tài năng golf trẻ Việt Nam. Như vậy sẽ là một cuộc thi hay là một cái hệ thống giải đấu để chúng ta tuyển chọn ạ. À, cái đó thì uh, trong một bài trả lời khác tôi sẽ trả lời chi tiết cho các bạn biết. Ngoài ra còn một việc nữa mà hiện nay hiệp hội golf đang phải tiến hành ngay lập tức là đội dự tuyển golf quốc gia tập hợp trong tháng 10 để ban huấn luyện sẽ cho các bạn có thời gian để tập huấn ở thành phố Hồ Chí Minh, ở miền Trung và Hà Nội để từ giờ đến đầu sang năm chúng ta sẽ phải hút được danh sách của đội tuyển quốc gia để thi đấu sea games thì đó là những cái công việc mà nó khá là nó khá là bề bộn nhưng mà tôi nghĩ với sự chung tay của cộng đồng cũng như là của ban chấp hành hộ gôn thì tất cả những việc đó sẽ được tổ chức một cách quy củ và bài bản nhất để làm sao khi chúng ta các chương trình của chúng ta thực hiện ấy, thì không chỉ là là nhà tổ chức mà cộng đồng cũng như các hộ quân địa phương cùng chung tay để chúng ta có thể xây dựng được chương trình bởi vì các chương trình đó là những chương trình không thể ngày một ngày hai chúng ta có thể làm ngay được và nó lại cần một cái một cần một cái kinh phí xã hội hóa cũng 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 khá là tốn kém thì chúng ta cần phải có một cái chương trình dài hơi để chúng ta có thể từng bước một đó là năm cái chương trình mà chúng ta sẽ tiến hành trong từ giờ cho đến sang năm ngoài ra thì 2022, 2022 chúng ta cần phải duy trì được cái hệ thống giải đấu nghiệp dư gồm có 6 giải đấu hàng năm cũng như là cái hệ thống giải đấu chuyên nghiệp VJ Tour thì cái hệ thống giải đấu VJ Tour năm nay chúng ta gần như không không thể thực hiện được thì sang năm chúng ta sẽ cố gắng tổ chức được 5 đến 6 giải đấu chuyên nghiệp để cho cái, cái phong trào gôn chuyên nghiệp của chúng ta sẽ bước lên một tiến bước tiến hơn nữa trong cái thời gian tới đó thực sự là một cái kế hoạch dài hơi và tương đối đồ sộ đối với hiệp hội đúng không ạ? À, phát triển ngôi phong trào rồi thì phát triển ngôi chuyên nghiệp. Vậy thì đối với các sân góp, đại diện chị là đại diện của các sân góp, những người kinh doanh góp thì cái định hướng hoạt động trong năm 2022 là như thế nào? ạ? Như anh Nam có vừa chia sẻ thì năm 2021 thì là một năm có lẽ là bàn lề cho cái việc phòng chống covid và tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta đã vượt qua nó và dịch bệnh thì tôi nghĩ là không thể dập tắt trong ngày 1 ngày 2 hay trong 1 2 năm mà tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ phải sống chung với nó. Nhưng làm sao chúng ta vừa uh, sống chung với nó một cách an toàn. Như vậy thì rất là mong muốn uh, các sân gôn sẽ được uh, chính phủ cho phép là sẽ được hoạt động uh, duy trì hoạt động và song hành với đó là công tác phòng chống dịch để đảm bảo an toàn thì khi đó thì sân gôn Skylake nói riêng và các sân gôn nói chung tôi nghĩ là cũng sẽ có những cái kế hoạch dài hơi và để cho các sân để cho các giải đấu được tổ chức ở các sân gôn và chúng tôi cũng có những công tác chuẩn bị các cán bộ công nhân viên của sân thì trước tiên phải đảm bảo sức khỏe an toàn và luôn luôn đảm bảo công tác phòng chống dịch trước và cũng rất là mong là hiệp hội gôn cũng sẽ có những cái kế hoạch để tổ chức những giải đấu để các golfer được cọ sát được giao lưu và sân golf scarlet cũng rất là mong muốn và là tự tin cũng sẽ đăng cai những giải đấu đó một cách tốt nhất và đảm bảo an toàn chống dịch Thưa quý vị khán giả, như vậy là quý vị vừa được lắng nghe những mục tiêu còn lại trong năm 2021 cũng như là những phương hướng, định hướng cho năm 2022 của Hiệp hội Góp Việt Nam. Còn ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của các hội góp địa phương. Thì từ nay đến cuối năm thì mọi người cũng biết thời gian chỉ còn 3 và 4 tháng nữa. À, vì vậy hội golf thành phố Hà Nội tập trung vào 4 cái nội dung chính. À, nội dung thứ nhất là phối hợp với tất cả các câu lạc bộ để duy trì và à, gắn kết các thành viên câu lạc bộ của các thành viên câu lạc bộ với nhau. Và thứ hai là gắn kết uh, các cái câu lạc bộ với hội golf thành phố Hà Nội thì đấy là cái hoạt động đầu tiên hoạt động thứ hai nữa là phát triển và khuyến khích những người chơi gôn mới tại thành phố hà nội thì thông qua các hoạt động thứ nhất là chúng tôi đang phối hợp với hiệp hội gôn việt nam cho cái việc là tổ chức các lớp huấn luyện viên đào tạo huấn luyện viên để đào tạo ra một cái số lớp huấn luyện viên để để có đủ cái lực lượng phát triển là người chơi mới nội dung thứ hai nữa là thông qua các học viện gôn làm sao phối hợp và khuyến khích các học viện gôn và các cái trung tâm huấn luyện đào tạo góp để làm sao có số lượng người chơi mới trong địa bàn thành phố Hà Nội. À, nội dung thứ ba thì chúng tôi à, phát triển cái việc mà hợp tác với tất cả các à, hội gôn địa phương toàn phía Bắc để tăng cái tình đoàn kết gắn kết với nhau để trong năm 2022 sẽ tổ chức một số các cái giải à, có cái giải các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng trong năm 2022 đối với cả Hà Nội và các hội quân địa phương. Và nội dung thứ tư nữa là nếu như kiểm soát được dịch bệnh của chính phủ tốt, của Hà Nội tốt và được phép của thành phố Hà Nội thì hội quân thành phố Hà Nội sẽ tổ chức cái giải chủ tịch và các tổng thư ký của các câu lạc bộ tại Hà Nội vào dịp cuối năm 2021. Trong năm 2022 thì với Ban chấp hành Hội quân Hà Nội sau khi mà đại hội nhiệm kỳ 3 thì chúng tôi đã có một cái kế hoạch cho xuyên suốt trong 2 năm. Thì trong năm 2022 thì chúng tôi có các cái giải thường niên, ví dụ như là giải Hà Nội Open và cũng đã à, có một cái tiếng vang nhất định trong một cái khoảng thời gian 10 năm qua. Và thứ hai là cái dấu ấn thứ hai là giải các câu lạc bộ Hà Nội thì trong cái nhiệm kỳ 2 và và tiếp tục thì trong cái thời gian tới thì chúng tôi phát triển tiếp cái giải các câu lạc bộ Hà Nội à, và thứ ba nữa là chúng tôi ngoài các cái giải thường niên thì chúng tôi sẽ tổ chức các cái giải mang tính phong trào ví dụ giải chủ tịch và tổng thư ký các câu lạc bộ và thứ hai là giải cho các à, trung tâm đào tạo góp và các cái học viện góp tại Hà Nội à, ngoài ra thì sẽ có các cái giải à, gọi là giao hữu của các câu lạc bộ với nhau ví dụ như giải 12 con giáp khuyến khích và hỗ trợ cho các cái giải đó phát triển và các cái giải các cái dòng họ mà các cái câu lạc bộ cũng đã bàn bạc với nhau và chuẩn bị tổ chức giải nhưng mà tuy nhiên trong năm 2021 thì có dịch bệnh vì vậy không tổ chức được giải đó. Như vậy là trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị khán giả đã được lắng nghe những chia sẻ của những nhà quản lý góp cũng như đại diện của những người kinh doanh góp. Hy vọng là mọi thứ sẽ diễn ra xuôi chèo mát mái sau 2 năm mà ngành công nghiệp góp của nước ta đã phải hứng chịu những tác động tiêu cực tới từ Covid-19. Đến đây thì chương trình chuyện góp ngày hôm nay cũng xin được kết thúc. Cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham dự chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn Norasi Luxury Golf đã tài trợ trang phòng MC. Cũng xin cảm ơn các nhà tài trợ khác đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Sản xuất kinh doanh thép, lĩnh vực không ngừng tăng trưởng và phát triển. Chúng tôi là Thép Minh Phú. Toàn bộ quá trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ về kích thước, định dạng hình học, đường hàn, bề mặt thẩm mỹ quá trình sản xuất diễn ra liên tục và tự động. Với tổng diện tích gần 50.000 mét vuông, nhà máy thép Minh Phú được đầu tư quy mô sản xuất lớn nhất miền Bắc hiện nay, khẳng định chất lượng sản phẩm luôn ở top đầu và ổn định trên thị trường. Thép Minh Phú, khai minh bền hiện tại, tích phú vững tương lai.